Sáng ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm mô hình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định pháp luật trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2024. Là địa phương được tỉnh chọn triển khai thực hiện thí điểm mô hình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định pháp luật trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2024. Thành phố Long Xuyên sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương diện truyền thông từ thành phố đến phường xã, truyền thông trực tiếp đến từng hộ gia đình có trẻ em lang thang, trẻ em lao động sớm, chủ cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn nhằm tạo dư luận xã hội để đấu tranh với tình trạng sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật. Ra soát, lập danh sách các trường hợp trẻ em có nguy cơ bỏ học, trẻ em lang thang, xin ăn, bán vé số, bán hàng rong và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khác. Từ đó, có phương án ngăn chặn và trợ giúp trẻ em. Thực hiện công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị, tăng cường tập trung trẻ em lang thang, xin ăn, bán vé số, bán hàng rong trên địa bàn khi chưa xác định được nơi cư trú của trẻ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi sử dụng lao động trẻ em trái pháp luật. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên về công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trái pháp luật.